thông tin Kristen Stewart tên đầy đủ Kristen James Stewart ngày sinh 9 tháng 4 năm 1990 nơi sinh Los Angeles California Mỹ vai trò diễn viên hoạt động từ 1999 đến nay tiểu sử Kristen Stewart Kristen Stewart sinh ngày 9 tháng 4 năm 1990 một là nữ diễn viên người Mỹ cô nổi tiếng nhất với vai chính Bella Swan trong loạt phim ăn khách Twilight, cô cũng từng tham gia vai chính trong các phim như Panic Room 2002, Speak 2004, Into the Eye 2007, The Messenger, 2007, Earth, Ventureland, 2009, The Runaway, 2010, Snow White and the Huntsman, 2012, và On the Road, 2012, sự nghiệp Kristen Stewart, sự nghiệp diễn xuất của Kristen bắt đầu năm cô lên 8 tuổi, sau khi một nhà tìm kiếm tài năng trẻ, phát hiện ra cô khi cô diễn ở Christmas Show. Tại trường tiểu học của cô, vai diễn đầu tiên của Kristen là một vai ngắn và không có lời thoại. Trong một bộ phim của Disney Channel tên The Thirteen Years, sau đó cô đã tham gia bộ phim The Safety of Object trong vai một cô con gái tomboy của một người mẹ độc thân, Patricia Clarkson. Đóng, Kristen Cohn có một vai trong Panic Room, đó là vai một cô con gái ốm yếu, ủ rũ, cha mẹ. Đã ly hôn, khi phim bắt đầu công chiếu, Kristen đã nhận được đánh giá cao về vai diễn này, sau thành công của Panic Room, Kristen đã tham gia một bộ phim khác câu Creek Manor. Thế nhưng, phim này đã bị xếp vào dạng thất bại trên box office. Sau đó, Kristen tham gia vào bộ phim hài dành cho trẻ em cách đắt kít cùng với Max Theriot và Corbin Blue cho tới giờ vai diễn mà. Kristen được đánh giá cao nhất là trong bộ phim truyền hình Speak dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Lori Hanser Anderson, Kristen vào vai một nữ sinh năm nhất tên Melinda Sockdino người đã không còn nói được sau khi bị chấn thương, Kristen đã nhận được nhiều lời khen về vai diễn này. Mặc dù nhân vật của cô chỉ nói một vài câu ở phần đầu bộ phim, song Kristen đã diễn tả được nổi. Tâm nhân vật trong suốt bộ phim năm 2005, Kristen xuất hiện trong bộ phim thuộc thể loại phu. Lưu thần thoại Gia Thu Ra trong vai Lisa, bộ phim nhận được nhiều đánh giá tốt, song vai diễn của Kristen thì lại không gặt hái được nhiều thành công bởi nhân vật của cô bất động gần như suốt bộ phim. Cũng trong năm đó, cô đã đóng vai mây trong *Fish People*, một bộ phim của đạo diễn Griffin Jun, Sau đó, cô đã nhận được vai chính Z Solomon trong bộ phim gây cấn *The*. Messenger, bộ phim đã rất thành công và nhận được những review tốt từ phía các nhà phê bình. Năm 2007, Kristen xuất hiện trên vở kịch lãng mạn In the Land of Women trong vai một tin tên Lucy Hartwicker cùng với Meg Ryan và Adam Brody ngôi sao của The O.C., bộ phim và cả vai diễn của. Kristen đã nhận được những phản hồi trái chiều. Cùng năm đó, Kristen lại tham gia bộ phim Into The White Pen. Vai diễn của cô là một ca sĩ tuổi tin tên Tracy thầm yêu nhà thám hiểu. Christopher McCandles vai này cũng nhận được những đánh giá khả quan sau Into The White, Kristen đã tham gia bộ phim Jumper trong vai phụ và Oat Happen ra mắt tháng 10 năm 8, cô cũng tham gia hai bộ phim The Cake Eater và The Yellow Hanger Chip, nhưng hai bộ phim này chỉ trình chiếu ở một số liên hoan phim. Ngày 16 tháng 11 năm 2007, Summit Entertainment đưa ra danh sách. Chính thức các diễn viên sẽ tham gia phim Twilight, Trạng Vạng, Kristen đã giành được vai chính Isabella Marison, còn gọi là Bella, bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên bestseller của Stephanie Meyer kể về tình yêu giữa vampire và con người. Kristen đã được đạo diễn Catherine Hartwicker phát hiện ra khi cô đang tham gia Earth Venture lần. Bạn diễn của cô trong phim là Robert. Pattinson người đóng vai Vampire Edward Cullen. Bộ phim bắt đầu bấm máy vào tháng 2 năm 2008 và hoàn. Thành trong 3 tháng, Twilight đã được công chiếu ngày 21 tháng 11 năm 2008, đời tư Kristen Stewart. Stewart hiện sống ở Los Angeles, California trong một cuộc phỏng vấn năm 2008 với tạp chí Vanity. Phê Kristen khẳng định rằng cô đang hẹn hò với Michael Angarano, cô cũng rất thân với bạn. Diễn trong Twilight là nam diễn viên Robert Pattinson và Nicky Reed Stewart đã từng bày tỏ mong. Muốn được sống và làm việc tại Australia, cô chia sẻ, tôi muốn theo học Đại học Sydney ở Úc, mẹ của tôi sinh ra ở đó 13 và ngoài nghiệp diễn, cô cũng mong muốn học đại học trong tương lai. Gần, tôi muốn vào đại học để học văn học, tôi muốn trở thành nhà văn, ý tôi là tôi làm những gì mình thích nhưng đó không phải tất cả những gì tôi muốn là trở thành một kẻ dối trá chuyên nghiệp để an nhàn hưởng thụ